ạ? Yes. Nghe anh nói đi anh. Dạ, con có câu hỏi là khi mà người mất á, chả như một người mất, họ mất ở bệnh viện đi, thì cái hồn, cái xô của họ ở đó, rồi bây giờ mình đem vô nhà quan thì họ cũng đi theo mình, đi theo xác của họ mình thấy á. Rồi sau khi mình chẳng hạn như là sau khi mình đã, người ta một là hỏa táng hay đi chôn, thì bây giờ thầy hồi này thầy nói là ở chỗ những cái chỗ nhà nhà thương và nhà quan là những cái những vong linh họ được chưa được siêu thoát đó, thì hai họ hay làm vàng ở đó. Thì là nếu mà mình thiêu đi rồi thì giống như cái nhà, nếu mà chôn ở mộ thì có cái nhà giống nhà của người ta đó, thì họ có thể là lưu luyến, họ không đi được, họ nếu mà người họ được chưa được siêu thoát đó, thì họ có thể ở lại họ lạng vàng đó đó. Thì bây giờ các bạn thấy là nếu như mà khi mà người mất rồi đó, mình đi chôn hay đi thiêu rồi đó, thì cái nếu mà người này họ chưa được siêu thoát đó, chưa được nó, thì như vậy là họ sẽ ở chỗ nào nhiều nhất, hay là mình họ có thể trở lại cái chỗ mà hồi xưa là chẳng nhà thương hay là nhà quan như thế nào không? Bà thầy giải thích giùm Ừ, con. cái này khi mà bọn tôi hỏi sai người là không đúng người rồi chỉ Vâng, nghe vâng, cảm ơn thầy. như tổ dạy trong kinh Phật dạy là sao mình nói lại vậy thôi đúng không, nhưng mà vừa mình có cảm nhận cảm giác vậy thôi à, chứ nếu mình có thiên nhãn thông mới thấy, còn không phàm phu mình ha nhục nhã mình cũng thấy được. So his question is if someone pass away, where they hidden to? Where do they live? Of course, I say that I'm normal person. I'm common person who don't know. We just based on Buddha teaching. Nhưng có những cái điều mình có cảm nhận được, quý vị. Chắc vị thường nghe những câu chuyện về con bướm phải không? Ở đây đây, chúng tôi gặp hai trường hợp rồi đó. Đó, trường hợp cái ông cụ ở dưới Alaska đó, tôi có thỉnh thoảng kể vì nghe đó. À, là tôi xuống dưới để làm lễ cho ông cụ làm lễ tang á, à, rồi con cháu ở dưới đó từ Atlanta đi lên đây, lúc đó chưa có ngôi chùa này, ngôi chùa trên Phong Đình á, thì họ mới vừa tới cổng nguyên cái con bướm lớn bay tới rồi bay theo chiếc xe lên vô trên cái điện luôn. Đây không phải một lần đó, hai lần, có cái lần sau cũng tương tự vậy đó. Rồi mình cũng có lần cũng coi trong video clip cũng có nói về con bướm với họ đó, thì đương nhiên đó, có phải là họ là con bướm không phải vậy, vì quá thương con cháu cho nên có cái bất cứ cái hình tướng nào họ cũng muốn nhập vào để chi, để cho con cháu biết là họ có hiện hữu với con cháu, rồi sau đó họ đi thôi. So when we talk about butterfly, it's someone's real story. That I observed and witnessed myself. Many years ago, more than 10 years ago, I went out to Atlanta, Georgia, to do the funeral service for old men. So after 4 days, his children came up to our temple in Gordon. When they first got to the gate, they saw a big butterfly. That butterfly flew up in the front of the cars and led them to the temple. And there's many similar stories like that. Nên chúng ta nói về cái vấn đề tâm linh đó, những cái điều mình ta observe được, ta witness được, ta nhìn thấy được, chúng ta cảm nhận được. Nên có những cái là mà chỉ có chính mình cảm nhận được thôi, chứ mình nói người ta không hiểu. Đương nhiên chỉ trừ khi mình có thiên nhãn thông minh thấy, đa phần là phàm phu mình chưa cảm nhận những điều đó. Lấy ví dụ đơn giản, có thể là quý vị thấy nhiều khi thân nhân của mình trước khi họ mất hoặc là sau khi họ mất, giống mình ở xa nó gần, tự nhiên mình cảm giác cái gì đó rồi họ đến họ báo cho mình. Đa phần mình quý vị có cái cảm giác không, cho nên đó là cái cảm nhận cảm giác của mình, chứ không phải là qua cái cách nhìn, qua cái sự thấy của mình, khả năng thấy của mình qua vậy, cảm nhận cảm giác của mình đó. Rồi mình sao qua kinh nghiệm đó mình biết được họ vẫn còn hiện hữu đó. So again, most of the time this is our feeling. Well, especially after someone passed away, we have that type of strong feeling that they passed away or they can come back and so forth. Those kind of feeling is different from one person to another person, but we have that type of feeling. We recognize that they're still around. Cho nên mình chỉ đối với phàm phu mình chỉ cảm nhận được điều đó thôi ha, chứ ví dụ như nó rõ ràng nha,
Chắc quý vị biết cô Thân Chân với Thân Chuyên phải không? Một số vị biết ha, cổ lớn tuổi cô qua rồi đó, cô qua đời đó, chúng tôi mới vừa qua bệnh để làm lễ đó, 91 tuổi đó quý vị. Cô Thân Chuyên á, ở Aoma đó, thì á, tôi nói đầy quý vị có tin không, chuyện mình quý vị là khi mà cái người con là bác sĩ Đức á, gọi điện thoại tôi đó, báo tin rằng là cổ mất á, tôi có cảm nhận là cổ gọi với tôi, cổ đứng gần tôi đó, ở trong phòng đây nè. Nên cái chuyện đó nếu mà mình có sự tu tập á, cái tâm linh mình rất là nhạy, còn nếu không có tu tập rất là khó, hiểu không? So again, this one lady, she passed away. She is 91 years old in Oklahoma City. I just went there to do this funeral service for her. The moment that person, he's a doctor, he called me and let me know that she passed away. I could feel that she's there with me. So that's my feeling. Whether you believe or not, that's up to you. But that's my feeling. Cho nên có những người mà có cái duyên lành với mình sẽ cảm nhận được cái việc, dẫu là cha mẹ vợ chồng con cái chị em vân vân, không? Nên đó những cái điều mà vượt ra ngoài cái sự suy nghĩ con người phàm phu của mình. So those things go beyond our thinking. Vậy trả lời được câu hỏi của anh chưa, anh Quốc? Cho nên ráng tu đi ha, ráng tu mở huệ nhãn thì mới thấy ha. Còn không chưa mở không khó lắm. Rồi cô Thân Hòa, anh mấy vị bệnh có hỏi gì không? Mấy vị bên chùa Phật Từ có hỏi gì không? Mình chú thân thức chú ha. Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi này. Mời chính giữa để quý vị thấy, mời chính giữa để quý vị thấy chú ha. Rồi mời chú. Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi này. Tại vì ba vợ con ổng là một Phật tử rất là thuần thành, ổng mất 27 năm rồi. Và hồi xưa ổng sống rất là ngay cả ổng bị công an tra tấn mà ổng cũng nói câu là tội nghiệp những người đã tạo nghiệp. Có điều là từ khi ba vợ con mất đến bây giờ 27 năm, con hỏi tất cả mọi người trong gia đình và cả bản thân con chưa bao giờ mơ thấy về ba vợ con cả, thì con không biết như vậy là có lẽ là ba con đã vãng sinh cực lạc, cho nên không còn có xuất hiện trong tất cả tâm linh và đời sống con. Như vậy không biết cái câu hỏi điều đó có đúng không thầy? Chú nói là cái vị ba vợ là mất 37 năm ha, mà chưa 27 năm rồi thầy, thấy không? mà trong tất cả mọi người cả gia đình con thì luôn luôn là vẫn là thường xuyên là hàng đêm vẫn tụng kinh cho ông, nhưng mà có điều là rất là nhiều người khi con nói chuyện nó là thân nhân thường về báo này báo kia, nhưng mà đối với gia đình con thì từ khi ba vợ con mất đến bây giờ cả gia đình chưa ai nằm mơ thấy về ông cả. Và mỗi lần con nghĩ được Có người con nghĩ là ba con đã là vãng sanh cực lạc rồi thì mọi người cũng nghĩ như vậy, mà con hiểu điều đó phải là đúng không thầy? sẵn đây ha, chúng ta nói về vấn đề tâm linh ha, thì đây là cũng là những câu hỏi mà thường xuyên với Phật tử. Nên con lòng có một cô Phật tử bên Hòa Lan ha, cô sắp mất rồi, chúng tôi nói là mốt mà cô mất rồi cô báo cho tôi biết cô ở đâu ha, mà từ đó giờ không thấy được. Thật sự á, khi mà thân nhân của mình hay bất cứ ai mất rồi đó, nếu mà họ vẫn còn có cái duyên gì ở cái cõi đời này đó, ít nhiều gì có, hoặc là họ sẽ báo mộng cho mình, cho gia đình mình, hoặc không cất thiết là gia đình nữa, bạn bè bạn hữu, mỗi người nào có duyên với họ, họ sẽ báo mộng. Và chính bản thân tôi cũng cảm nhận điều đó nữa, chứ không phải là sai. So again, if someone passed away, whether we know that they go to Buddha land or they take future birth, could go back to human realm or not, we don't know. But if as long as they appear in the dreams of their family members or whoever, indicate that they're still around,
Doesn't this still around? Cho nên chắc vì biết ha, nhất là các vị mà thân nhân mình mới vừa mất á, đừng bao giờ sao, đừng bao giờ sao, đừng bao giờ cầu mong thân minh mình ở lại với mình, phù hộ cho mình. Đừng, tại sao vậy? Không nên, để cho ta đi đi. So it's better, don't ask him to stay back. Can we pray so that they can take future birth to human realm, to celestial realms, or to Buddha land. Chú thì nếu mà trong gia đình mà thân nhân vương linh, thân nhân quá cố mình dỗ 1 năm 2 năm 10 năm 20 30 năm gì đó, nếu mà chưa có ai thấy gì hay không có ai thấy gì thì lỡ đó là điều tốt á. Nếu họ không có báo mộng á, bất cứ ai dỗ người trong gia đình hay người bạn gì đó, đó là điều tốt. Vì sao? Thì họ đã có thể họ đã đi một cái sanh rồi, hoặc đi qua cõi Phật rồi, đừng có mong cầu họ cho mình thấy ha. Dạ. Mời chú ha. Hey, dạ. So, one more times, when someone passed, like, we pray for them to take future birth, to build a land, or go back to human realm and so forth. Don't hold them back. Always they stay around with us. Sao cô Đông Hòa có hỏi gì không cô? Cô Hả? hỏi mấy người hỏi không nghe. Nên vấn đề tâm linh nó rất là vi diệu ha, xin quý vị cẩn thận ha. Nhất là đi đến nhà quan khi mình hướng hướng tâm không phải nhà quan nữa, hướng tâm mình cúng vong đây nè ha. Mình cố gắng giữ cái tâm thành, cố gắng giữ tâm thanh tịnh ngay lúc đó thì bước ra ngoài muốn nghĩ gì nghĩ ha. Khi mình cầu nguyện vậy đó thì họ sẽ cảm nhận cái tâm thành của mình ha. Rồi có cô nào hỏi đó cô, Dạ thưa con. xin cô nói Dạ lớn là luôn. năm. Dạ thưa con, kính chào thầy, con là má của Alan. Dạ con muốn hỏi là nếu mà dựa theo câu hỏi hồi nãy của bác Phật tử ở bên chùa bên kia thì nói là nếu mà người mất trong gia đình đã quá lâu rồi mình không có còn thấy những người thân của mình nữa thì có nghĩa là họ đã được vãng sanh hoặc là đã đi qua thế giới một mức độ khác. Thì nếu như vậy câu hỏi của con sẽ là những lời mà mình cầu nguyện, mình đọc kinh hàng ngày, mình hồi hướng cho những cha mẹ ông bà của mình đã quá vãng từ lâu đời lâu kiếp lắm rồi, có còn hữu dụng được nữa hay không, hay là mình ngưng không hồi hướng cho họ nữa? Dạ con xin hết. Cảm ơn cô nhờ câu hỏi thiết thực lắm. Thì thực sự nếu nếu giả sử như là thân nhân hương linh quá cố của mình đã đi tái sanh hay về cõi Phật rồi đó thì đó là điều tốt. Nhưng mà sao trong vòng sanh tử luân hồi này đó mình nó chỉ phủ quyền các tổ không thôi, đó là vô lượng vô số kiếp mình trong cái vòng sanh tử nào này nè, mình có biết bao nhiêu người thân của mình rồi họ cũng vẫn còn lẫn quẩn, họ vẫn còn lẩn quẩn. Thì mình những cái lúc mà mình tụng kinh niệm Phật bái sám đó hả, nếu mà họ có duyên với mình họ vẫn được cái phước báo thôi, đúng không? Và không có bao giờ mà mình làm những chuyện điều làm điều thiện mà không có lợi lạc được đâu, đều có lợi lạc hết. Sự tụng niệm của mình, sự cầu siêu của mình, sự cầu nguyện của mình, mà mình tụng kinh điển đại thừa, bất cứ cái gì nó đều có được sự lợi lạc hết trơn á. So when we decide sutra name, the Buddha name sutra, we always get benefit, especially even of disease relative, even that they have taken future birth. But in the disciple rebirth, we still have limitless relatives that need us to do the prayer for them. Đó. Nên cái việc mà tụng niệm của mình nó rất là quan trọng cho chính bản thân mình là trước nhất, đúng không? Và bên cạnh đó những cái hương linh thân nhân quá cố của mình, còn anh nói hương linh thân nhân quá cố biết bao nhiêu chư thiên quỷ thần thì có cái duyên với mình hay là trong cái vùng, trong cái căn nhà của mình, trong cái căn phòng mình tụng niệm đó họ cũng được hưởng lợi lạc vậy, chứ đâu phải là chỉ có những cái hương linh thân nhân quá cố mình thôi. Thì những người bị đó mà họ được hưởng lợi lạc, họ nghe tụng kinh bái sám tâm họ an lạc thì sao mà hỗ trợ mình, nó chuyện bình thường thôi. Cũng giống như ai cũng thích đến chùa thì mình thích thấy nhiều người đến chùa mình hỗ trợ họ. So again, whether we decide sometimes to benefit our relatives
and pass it to another. Yes, this is the case. But on the top of that, when you send your sutra, the name and so forth, all type of civil servants, scores and so forth, can get the benefit. I'm not talking about them, the people here, right? The one that come to the temple, when we recite sutra, they understand the Buddha teaching, especially karma and so forth, they bring for the good part. And to do good deeds, that's the benefit there. Nhưng không, cho nên quý vị mình đừng có giới hạn, đừng giới hạn là thân thân linh thân nhân quả của mình và tất cả chúng sanh. Đức Phật ngài dạy trong kinh Phạm Võng với Bồ Tát đó, quán tất cả người nam như cha như anh chị em mình, quán tất cả người nữ như mẹ như chị như em mình. Mình quán như vậy sao tất cả chúng sanh, tất cả ai đều là gì, thân bằng huyết thống của mình, dẫu họ là người Việt, dẫu họ là người Mỹ, dẫu họ là vẻ gì đó đó. So in the Brahmana Sutra, the Buddha said that we need to contemplate that every man as our fathers, our brothers, every woman as our mothers, our sisters. Mới vừa hôm qua nè, chúng tôi từ bên Oklahoma trở về nè, có mấy cô Phật tử á, cũng cầm lên, nghĩ chắc đa số vì cũng vậy thôi à. Nó tại sao anh chị em trong gia đình đó, nó không chịu nghe. Mà người thân mình không có việc gì duyên, nó không chịu nghe, nói ra là có sự trong bán. Nhưng mà người ngoài á, nói là tại ta thương mình, người ngoài nghe nghe hơn mình nhiều à. Có mỗi quý vị có vậy gì không? Có không? Một số cũng có đấy chứ à. So I just came back from Oklahoma City. So some lady, she complained that my family members, I cannot talk to them, have all kind of problems with them. But I can deal with everyone out there, out of my family. They love me, they care for me, not my family members. Nó có kỳ cục không? Nó chuyện bình thường thôi. Có thể những cái vị đó, những người mà mình nói là người dân á, theo cái sự suy nghĩ của người Việt Nam mình á, người dân nước lạ đó, phải không? Nhiều khi họ có duyên với mình trong quá khứ, anh chị em bạn bè quyến thuộc của mình gì đó, thì họ thương mình hơn là những người trong gia đình mình, những người thân gia đình mình. Nhiều khi là mình nói câu gì đó oán gia hội tụ, có không? Cho nên cuộc đời mình hiểu rõ đâu có gì lạ đâu. So again, it's normal in Buddhist view that when we have some conflicts with our family members, but we have good time with someone, we say that they are stranger, but they love us, they care for us. Why? Because we have all kind of relationship with them in the past. Probably in the past, they were our parents, our spouse, and so forth. That's why they love us. And our relatives nowadays, our family members nowadays, they have some kind of conflicts because we create bad karma with them. Nên chuyện bình thường mà. Nên khi mình hiểu đạo đó, cái giới hạn gia đình, cái giới hạn cộng đồng xã hội nó không còn nhiều nữa. Còn không hiểu á, mình nghĩ ở tại sao người người ruột thịt của mình à, tại sao có ngày ăn uống với mình à, nói một lời họ đớp một lời, đúng không? Còn như mà tại sao người ngoài á, mình nói đâu họ tin mình đó, mình nói đâu mình làm gì họ hỗ trợ đó, mình có duyên. Và xong cuộc đời này rồi, đời sau nó cũng sẽ lặp lại, mình sẽ sanh cái gia đình khác thì cũng sẽ có một cái hoàn cảnh môi trường khác thôi, cái chuyện bình thường thôi. So again, if we live in this world, after we done this life, we will have another life, another families, another friends and so forth. Every time we have difference, but no matter what, we have all kind of good or bad relationship. Cho nên Đức Phật dạy, Đức Phật ngày nhắc chúng ta cố gắng để làm sao dẫu người thân mình hay dẫu người ngoài đời đó, dẫu người xa lạ gì đó đó, mình cố gắng làm gì, giữ duyên lành thiện, đừng bao giờ gây cái oán thù với nhau, đừng bao giờ gây cái nhất là ăn đút với nhau, mình chả không nổi đâu. À, gặp lại là oán gia hội tụ à, không? So that's why Buddha said that we need to create good karma, good connection, good relationship with everyone that we encounter. We go rest who they are, whether Vietnamese, Chinese, American, so forth, so that when we see each other next time, next year, next lifetime, we'll have that relationship again. À, quý vị hiểu không? Cho nên á, cái việc tâm linh của mình cũng liên hệ với hiện thực, hiện thực cũng liên hệ với tâm linh, với đời này và đời sau. Ba đời là vậy, chứ không phải
chuyên tôn giáo khác ha. Rồi thế thôi vị ha, bữa nay vị hỏi nhiều người cũng 12 giờ rồi, thôi giờ xin mời vị hồi hướng công đức đi ha. Rồi em mô Phật. Rồi quý vị nào mà còn câu hỏi xin quý vị để đó đi nha, để tháng sau hỏi lại ha. Nguyện đem công đức này hướng về cõi tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Dạ mô Phật. Xin mời quý vị giáo quyến chúng ta đến bằng thờ phong làm lễ cúng vong. Xin mời quý vị bên chùa Phật giác trở lại sự hướng dẫn của thầy giáo pháp. Quý vị bên chùa Phật từ trở lại sự hướng dẫn của sư cô tình viên tu tập tiếp ngày nay ha. Dạ mô Phật. Dạ, như đây Phật, dạ, cảm ơn thầy. Dạ mô Phật.